Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Năm Xuân. Quý vị ơi, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, là câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tuy đơn giản nhưng rất là ý nghĩa sâu sắc. Câu hát truyền tải đến mọi người về tầm quan trọng của tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống. Nhờ vào tình yêu thương đó mà con người đã luôn có những hành động từ thiện ấm áp để giúp đỡ người khác. Kính thưa quý vị, được sự tin tưởng của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tài trợ chương trình thiện nguyện hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi buổi thiện nguyện tại máy ấm Thiên Phước cùng với nhóm My Nguyên nha. Và sơ phụ trách chính ở đây đã có việc đột xuất đi ra ngoài rồi. Tạm thời thì sơ đây sẽ giới thiệu với chúng ta và đưa chúng ta đến thăm các bé. Mời mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Trước khi thăm các bé thì chúng ta bắt đầu chuyển quà vào trong nha quý vị. Quà hôm nay thì gồm có sữa, bột giặt, nước rửa chén. Ngoài ra còn có một em trong nhóm, đó chính là em Bảo. Em đã tặng những phần bánh như thế này và kẹo cho các bé. Và bây giờ mời quý vị cùng vào trong thăm các bé cùng với nhóm My Nguyên nha. Ở đây thì đa phần là các bé bị bại não. Một số các bé thì mồ côi không nơi nương tựa. Cũng có một số bé là bị bỏ rơi ngay trước cửa. Do vậy các sơ đã đưa vào và chăm sóc tại máy ấm Thiên Phước này. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp tục nha. Lúc này các bạn tình nguyện viên đang phát quà, đó là bánh và kẹo cho các bé. Trong máy ấm này thì hiện tại đang nuôi 60 bé. Nếu quý vị nào có nhã ý thăm các bé thì nhóm sẽ là cầu nối để giúp quý vị chuyển đến máy ấm. Còn nếu quý vị muốn trực tiếp thì đã có cái tên địa chỉ của máy ấm Thiên Phước. Mọi người hãy theo dõi và để mình có thể có cách giúp đỡ cho máy ấm được có một chút gì đó, hoàn thành cái công việc nuôi trẻ khuyết tật tại đây được tốt đẹp hơn nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.
Chị Năm chơi với mấy bé trò chơi giống như kêu cờ cá ngựa à. Mấy bé cũng có thời gian để vui chơi à, lúc nào vui chơi là vui chơi, lúc nào là tập trị liệu rồi tới giờ ăn. Đây bé này muốn ghi hình rồi, cảm ơn con. Đây các bé đang vui chơi à, các trò chơi đánh cờ. Vui chơi cùng với cô, có mấy cô giáo cùng chơi cùng với các em. Cô này bé ba bé, ở đây có ba bé còn nhỏ. Và bây giờ sư sẽ đưa chúng ta đến nhà bếp của máy ấm. Đây là nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn cho các em. Dạ. Để coi bữa nay các bé được ăn gì nha mọi người. Đây là mì trộn, còn này là cháo. Cháo wow. Giờ ăn đến rồi cả nhà ơi. Đây là cô Bảo Mẫu đẩy xe đồ ăn này từ ở tầng trệt lên thang máy, sau đó đến phòng của các em và cho các em ăn. Có những bé thì có thể ăn được tự đút ăn, nhưng cũng có những bé không thể nào ngồi lên và cũng không thể nào ăn được. Do vậy nên cần sự hỗ trợ của các cô Bảo Mẫu cũng như các sơ ở đây ạ. Mời mọi người hãy cùng theo dõi tiếp tục nha. Nhóm này thì các bé tự ăn được nè quý vị. Lúc này thì chúng ta cũng nhìn thấy các bé đang nằm thì chắc chắn là không tự ăn được. Nên các bạn mà ngồi thì các bạn đang hỗ trợ để đút cho các bé ăn luôn đó. Trong phòng này thì tất cả các bé không thể tự ăn được, nên đều phải nhờ các cô bảo mẫu hoặc là các sơ để hỗ trợ cho các bé ăn. Thời điểm này thì các bé cũng vừa ăn xong thì sơ phụ trách ở đây cũng đã về tới. Giờ thì chúng ta cùng nghe sơ chia sẻ một chút nha. Cảm ơn quý mạnh thường quân đã vừa qua một trong đời ấm cộng sản hôm nay ban nhóm nguyên nguyên. Nhân dịp xuân mới sắp đến thì sơ cũng xin kính chúc quý anh chị trong nhóm nguyên nguyên cũng như mạnh thường quân một năm mới ăn thân mừng tuổi. Dạ, cảm ơn sơ. Như vậy là buổi thăm các bé tại máy ấm Thiên Phước đã hoàn thành. Xuống xin thay mặt các bé cũng như là máy ấm Thiên Phước xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã chia sẻ đến với các em
Nhân dịp xuân 2024, tuy món quà đơn sơ nhưng phần nào đã xoa dịu nỗi bất hạnh của các bé. Kính chúc quý vị hưởng một mùa xuân an khang thịnh vượng. Kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn vạn sự như ý. Mọi chi tiết xin liên hệ số 0908 417 285. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha. Xin cảm ơn ạ. Trước mặt chúng ta là địa chỉ của máy ấm Thiên Phước. Nếu quý vị cần thì chúng ta cũng có thể liên hệ trực tiếp để giúp đỡ cho máy ấm có điều kiện nuôi các bé được tốt hơn. Xin cảm ơn.